Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu về cái toán tự quan hệ ở trong ngôn ngữ lập trình C cũng như là một số cái ngôn ngữ lập trình khác. Đấy. Thì đây là một số cái toán tự quan hệ đấy. Ví dụ ở đây là dấu bé thì ý nghĩa của nó là bé hơn. Đấy. Ở đây là bé hơn hoặc bằng thì bên đây cũng là bé hơn hoặc bằng. Cái ký tự này lớn hơn bằng sẽ là lớn hơn hoặc bằng. Đấy, nó giống như những cái toán tự ở trong cái phép toán đại số thông thường. Đấy, nhưng ở đây với cái dấu bằng bằng đấy, đấy thì nó có nghĩa là nó bằng với cái gì đó. Đấy. Nhưng ở thông thường ở các bài toán đại số thì ta chỉ sử dụng một cái dấu bằng như này thôi. Đấy. Nhưng ở trong cái toán tự quan hệ thì ta phải sử dụng hai cái dấu bằng. Đấy. Và tiếp theo là cái toán tự không bằng, tức là nó khác đấy. Ví dụ như A mà khác B đấy, đấy thì ta sử dụng cái phím chấm than bằng. Đấy. Cái phím chấm than này thì mình bấm tổ hợp phím shift 1 đấy. Đấy, thì nó sẽ ra cái ký tự chấm than đấy. Và để đi sâu vào giải thích, để đi sâu vào để cho các bạn hiểu thì mình sẽ có một cái vài cái ví dụ như sau. Đây, đầu tiên mình sẽ sử dụng cái toán tự khác đấy, bằng đấy. Bằng xin lỗi, bằng đấy. Thì đầu tiên mình khai báo cái kiểu dữ liệu cho cái bên A này là sẽ bằng 2. Sau đó mình dùng cái câu lệnh if, nếu như mà A bằng 2 thì mà đúng thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh ở dòng ký tự sẽ là A bằng 2. Đấy. Đơn giản như vậy thôi. Đấy. Cái biểu thức trong dấu móc này là chính là cái biểu thức của cái câu lệnh if. Đấy, mình sử dụng cái toán tự bằng này. Thế chạy đấy. Đấy, nó lại in ra cái dòng lệnh A bằng 2. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến cái, đây là cái toán tự bằng. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến cái toán tự khác đấy. Đây, ở đây thì mình sử dụng cái kiểu character. Đầu tiên mình khai báo cho A sẽ bằng cái ký tự là B. Đấy. Và sau đó mình sử dụng cái câu lệnh if, nếu như A mà khác C đấy, tức là A không bằng C đấy, thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh là A sẽ bằng in ra cái giá trị của A đấy. Đấy. Ở đây mình nói lại cái toán tự chấm than bằng đấy, chính ý nghĩa của nó là tức là khác đấy. Ví dụ ở đây thì A nó sẽ khác với C đấy. Giá trị của A tức là nó sẽ khác C, tức là ví dụ như 1 nó sẽ khác 2 đấy. Em mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đấy, thì nó đã in ra cái giá trị của A này. Đấy. Rồi, trên đây là cái phần giới thiệu về cái toán tự quan hệ. Và các bạn chỉ ở cái toán tự quan hệ này thì các bạn lưu ý ở cái một số chỗ như sau ạ. Về cái chấm than bằng này, đấy, một cái nó là cái đầu tiên và cái bằng bằng này. Đấy, đây là cái hai cái sự hai cái mà các bạn cần phải quan tâm nhất, bởi vì nó khác với cái phép toán toán tự ở trong bình thường. Đấy, ở bình thường thì ở đây toán tự dạng toán tự, còn bình thường của nó sẽ là cái dấu khác này. Đấy. Còn ở dạng đại số bình thường thì dấu bằng này sẽ biểu thị bằng cái dấu bằng này. Đấy. Đấy, các bạn cần lại lưu ý hai cái bằng bằng này vào chấm chấm than bằng này. Đấy. Hỏi nó bị nhầm lẫn trong quá trình lập trình. Đấy. Còn tất cả các toán tự còn lại như là bé này, lớn này, bé nó bằng này, lớn nó bằng này. Đấy, thì nó đều như nhau cả. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.